Thưa quý vị, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sau khi hoàn thành sẽ tạo ra kết nối đồng bộ hệ thống cao tốc Bắc Nam phía Đông, cũng là hoàn thiện hạ tầng giao thông để khai thác sân bay quốc tế Long Thành. Dự án có chiều dài toàn tuyến 53,7 km, gồm 3 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 3 đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dài 19,5 km. Để nhanh tiến độ triển khai dự án thành phần 3 giai đoạn 1, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đặt mục tiêu khởi công vào ngày 30 tháng 4 năm 2023, hoàn thành đưa vào khai thác khoảng cuối tháng 6 năm 2025, sớm hơn tiến độ đặt ra ban đầu khoảng 1 năm. Trong số 19,5 km đi qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đoạn đi qua thị xã Phú Mỹ dài khoảng 15,5 km. Hiện tại, các bước chuẩn bị cho việc khởi công dự án đang được Phú Mỹ tích cực triển khai. Để có thể khởi công dự án thành phần 3, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 đúng dự kiến 30 tháng 4 năm 2023, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang đẩy nhanh kiểm đếm sơ bộ, chuẩn bị phương án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư cho những hộ nằm trong vùng dự án. Nhu cầu sử dụng đất của dự án thành phần 3 đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là 153 ha, kinh phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng khoảng 1.333 tỷ đồng. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, có 1.300 hộ có đất bị thu hồi để thực hiện dự án, trong đó nhiều nhất là xã Tóc Tiên với 540 hộ, tiếp đến là xã Châu Pha 534 hộ, phần còn lại thuộc địa bàn hai phường Mỹ Xuân và phường Hắc Dịch. Phú Mỹ là quyết tâm thực hiện cho cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Thì ở đây cũng phải nhận định ra đây là một vấn đề phải tập trung cao độ và tuyên truyền cho người dân là coi như hiểu mục đích, yêu cầu, sự cần thiết để làm đường cao tốc. Nhiệm vụ công tác bồi thường là xác lập được cái quy chủ thật sự là chính xác, tránh được cái sự sai sót và làm cho người dân khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ đã chỉ đạo 4 địa phương có tuyến cao tốc đi qua tổ chức thống kê, lập danh sách hộ dân có đất bị thu hồi, tăng cường tuyên truyền vận động người dân bàn giao mặt bằng. Đây là cái công trình trọng điểm mà các cấp lãnh đạo trung ương tỉnh đã bố trí vốn để triển khai cái tuyến đường huyết mạch này. Vì về phía gia đình em thì nói chung là về phía gia đình thì cũng ủng hộ chủ trương nhà nước thôi, cũng mong nhà nước là lấy làm cho nhanh chóng để cho dân ổn định cuộc sống. Xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ có 555 thửa đất của 545 hộ nằm trong dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Địa phương đang liên hệ chủ đất vận động bàn giao mặt bằng trước ngày 10 tháng 8 năm 2022. Sau khi rà soát, địa phương thấy có một cái khó khăn, đó là cái số lượng các hộ dân xâm canh nó đông là ở ngoài địa bàn thị xã Phú Mỹ. Qua kiểm đếm sơ bộ 250 hộ là ngoài cái địa bàn của Tóc Tiên cũng như là thị xã Phú Mỹ. Thì cái công tác này thì nó sẽ khó khăn trong công tác tuyên truyền vận động và thực hiện các cái bước theo thẩm quyền của cấp xã trong các thu hồi đất. Song song với kiểm đếm, thị xã Phú Mỹ đang chuẩn bị phương án bố trí tái định cư cho các trường hợp có đất bị thu hồi.